làm giàu bất động sản, đầu tư 30% tài sản để mua nhà, chờ cơ hội sau 5 tháng 7 năm. Để làm giàu từ việc đầu tư 30% tài sản để mua nhà, bạn có thể thực hiện các bước sau. 1. Xác định mục tiêu đầu tư. Đầu tiên, bạn cần xác định rõ mục tiêu đầu tư của mình là gì và kế hoạch đầu tư dài hạn của bạn là gì. Ở lâu dài, cư trú tạm hay là đầu tư kiếm lời. Sau khi mua nhà, bạn có thể cải tạo, nâng cấp để tăng giá trị cho căn nhà. Điều này cũng giúp thu hút khách hàng khi bạn quyết định bán lại. 2. Lựa chọn vị trí và loại hình. Chọn vị trí và loại hình nhà đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn. Mua nhà ở vị trí có tiềm năng tăng giá. Chọn những khu vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai để đầu tư mua nhà, như các khu vực dân cư và gần chợ, đường phố chính, đường mặt tiền chính, các trung tâm thương mại, giao thông thuận lợi, ít ngập lụt, ít kẹt xe. 3. Quản lý rủi ro và khả năng tài chính. Bạn cần quản lý rủi ro một cách cẩn thận, phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra, đất quy hoạch, sự tranh chấp. Có chiến lược tài chính và quản lý tài sản từ nhiều nguồn tiền, hãy tính toán cẩn thận về chi phí cần bỏ ra, có sự trợ giúp của gia đình, bạn thân, đối tác và kiếm lợi nhuận dự kiến trong tương lai, để đảm bảo rằng bạn có thể thu về khoản tiền lớn hơn khi bán nhà. 4. Tìm hiểu thị trường bất động sản, nghiên cứu và phân tích. Luôn cập nhật và theo dõi diễn biến thị trường bất động sản để hiểu rõ về cơ hội đầu tư, biết được thời điểm tốt nhất. Nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án cụ thể và phân tích tính khả thi của việc đầu tư vào dự án đó. Tận dụng các chính sách hỗ trợ của chính phủ về những ưu đãi này, vay vốn từ ngân hàng lãi suất thấp hoặc hợp tác với các đối tác đầu tư khác. 5. Đầu tư dài hạn, tiềm năng sinh lời cao. Bất động sản là một loại hình đầu tư dài hạn, tiềm năng sinh lời 5, 7 năm sau. Giúp bạn xây dựng một nguồn thu nhập ổn định, bền vững trong tương lai, cho thuê nhà trong thời gian chờ đợi tăng giá. Khi đầu tư mua nhà và chờ đợi tăng giá để bán lại kiếm lời, bạn có cơ hội mở ra tham gia đầu tư vào các lĩnh vực khác. Nhớ rằng, việc đầu tư vào bất động sản có lợi nhuận và rủi ro xen kẽ. Bạn cần phải có kiến thức và kinh nghiệm, đầu tư 30-50% tài sản, chờ dài hạn 5-7 năm để đạt được thành công. Bài này có tính chất tham khảo, bạn nên cần thận trọng và tự quyết định. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn nhiều may mắn, thành công. Hẹn gặp lại bài kiến thức tiếp theo.